Ồ, đây bên của ông anh là rượu quá trời rượu, rượu ngâm không, ngâm là rất là lâu rồi, rất là chất lượng nha. Nhóm màu thời gian bụi quá trời luôn, chắc phải sưu tầm từng loại, từng mỗi loại một chai á. Rượu này chắc là uống để bổ thôi chứ còn không có uống nhiều được. Hôm nay sưu tầm một chai, chai này thôi, chai này mới vừa chiết xong này. Chỉ chiết xong một chai thôi. Đây là lấy từ chai này nè, lấy từ chai này nè. Biết cái gì trong đây quá trời luôn nè. Thử coi cho nghe. Này chắc uống có nấm nè, gì đó. Không. Chắc chắn là ngâm này là chất lượng rồi đó, nên uống mỗi lần là uống một ly nhỏ thôi, chung nhỏ nhỏ đó. Không, hai chai, còn cái chai này không biết rượu gì này, nhưng mà cái chai này thì là rượu không, không có thấy độ ngâm cũng như chiết ra lúc nào đó, là mới vừa rửa xong là bụi không. Hai cái chai này là bụi không, bụi rất là nhiều, bụi 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 quá trời luôn. Ở nhà giờ mình sẽ xử cái chai này, lấy cái chai này là một chai này rất là nhiều, chai này nè, giờ uống thử coi. Trước khi ăn hay gì đó uống một tí cốc nhỏ nè, cốc nhỏ thôi là ok.